Chào đón quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Khánh Quyền này, trong đời sống nghệ thuật hiện nay thì rất nhiều nghệ sĩ có thể nói là lấn sân sang các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Đúng rồi. Ví dụ như là một ca sĩ này chuyển sang đi đóng phim hoặc là đi làm MC vân vân. Cụ thể là có hai MC của chương trình Thành phố hôm nay ngồi đây cũng lấn sân chứ bộ. Đúng rồi. Nhưng Huyền thấy rằng là cái hình ảnh lấn sân của các nghệ sĩ ngày nay không còn quá xa lạ nữa. Có thể một ca sĩ mà đi đóng phim và cũng có thể ngược lại là một diễn viên lại đi làm ca sĩ. Thì tuy nhiên thì trong những cái lĩnh vực lấn sân này thì ai cũng có những cái trải nghiệm rất là thú vị đó. Và hiện nay thì quý vị khán giả đang rất ấn tượng với anh chàng rocker Phạm Anh Khoa với hai bộ phim điện ảnh được trình làng, đó là bộ phim Mỹ Nhân Kế và Đường Đua. Huyền nghĩ rằng là mọi người đã có cái cảm nhận của mình về một rocker trên sân khấu và một rocker khi đóng phim như thế nào rồi phải không Thái? Tuy nhiên thì hôm nay Quốc Thái và Khánh Huyền xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe những lời bộc bạch từ chính rocker Phạm Anh Khoa trong chương trình về việc đóng phim của mình nhé. Trong đời không còn những đóa đời. Thôi quên đi niềm gì dĩ vãng, bóng dáng ấy đã xa vời vời. Yêu thương chi còn gì nỗi nhớ ấy có chờ mong. Sâu đêm lâu ngày già sẽ đến, nắng sẽ và bây giờ xin giới thiệu đến quý vị rocker Phạm Anh Khoa. Xin chào chị Khánh Huyền, anh Quốc Thái với lại tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Ra thì em rất là ngại khi bàn về đề tài này, đề tài lấn sân. Đúng tại rồi. Vì em mang một cái cảm giác tương tự như vậy khi em đang làm ca sĩ thì bất kể ai ở một lĩnh vực khác đi sang và hát hò thì mình có một cảm giác đầu tiên là tại sao mình không lo làm tốt cái nhiệm vụ của mình đi mà đi lấn sân. Thì cũng phải chia sẻ ngay là chuyện em đóng phim nó không phải là cái mục đích của em là muốn đi làm diễn viên và sẽ lấn sân thực sự sang cái nghiệp điện ảnh. Nhưng mà vấn đề là em bị thu hút rất là nhiều bởi cái kịch bản của bạn Huy và được bạn Huy trấn an. Còn em không hề có tí xíu năng lực nào về diễn xuất hết, cho nên bảo là em đi làm diễn viên thì gần như là em không dám. Nhưng mà trước đó thì rocker Phạm Anh Khoa đã tham gia bộ phim Mỹ Nhân Kế rồi mà. Mỹ Nhân Kế thực ra em nghĩ nếu như mọi người có xem thì sẽ thấy nó rất là gần với lại cái hình dung của em ngoài đời. Nó rất là vui vẻ, nó cũng có nội tâm đấy, nhưng mà ý em nói là nó nhiều hơn thiên về bên ngoài, những cái vận động, những cái hoạt động bên ngoài. Còn Đường Đua thì gần như em phải tâm lý nó nặng hơn, em phải lôi một cái con người khác của mình ra. Nó cũng là mình nhưng ít khi em dùng nó đối với lại công chúng, ít khi thấy được con người đó. Gần như là cái con người mà u uất hay suy nghĩ hay buồn phiền hay lo lắng đó là em chỉ dùng tại nhà đối với bản thân mình. Tuy nhiên là Huyền nghĩ rằng là thì hơn ai hết anh Khoa sẽ hiểu cái lý do vì sao mà mọi người lại mời Khoa đi đóng phim, đúng không? Vì gương mặt của Khoa rất là điện ảnh và lên những poster em sợ quảng cáo trong phim, em sợ thì gương mặt của Khoa rất là có hồn. Nó gần như là cho tới giờ em vẫn cảm giác là rất là may mắn ở cái bộ phim Đường Đua này là cái lý do đầu tiên người ta chưa biết gì về mình. Đúng không biết rồi. Là mình biểu diễn như thế nào, không biết, mình chỉ biết mình trên sân khấu là thế thôi. Nhưng mà thực sự cho đến giờ em vẫn thấy là cả em với Huy với lại chị Hồng Ánh đều liều với nhau hết, tất cả đều đánh liều. Tại vì đâu có thể nào biết là em biểu diễn như thế nào. Cái đầu tiên họ vẫn nghĩ là vì em có gương mặt góc cạnh để tham gia. Nhưng mà em cũng cảm giác là cái đấy là cái áp lực với mình. Tại vì không lẽ mình chỉ có gương mặt góc cạnh còn mình không biết làm gì. Nhưng mà đó là lợi thế rất lớn đó Khoa. Thì nghĩ như vậy, lợi thế rất lớn. Cho đến giờ thì em mới biết đó là lợi thế. Khi mà em tham gia bộ phim đó thì gần như là khi quay từng phân cảnh nhỏ thì em không có biết là tổng thể nó sẽ như thế nào. Mình không hình dung được. Thì cái lần đầu tiên ra rạp đi xem chung với lại mọi người giống như tư cách một khán giả thì mình mới kệ, không nhận ra mình luôn. Bản thân mình không hề nhận ra mình trên phim. Và khán giả xung quanh phản ứng thì có những cái phản ứng mà mình cũng nhớ rất là lâu và em cũng rất là vui, đó là đến hơn nửa phim thì có vẻ chắc là họ bỏ mất cái phần giới thiệu đầu có tên ca sĩ Phạm Anh Khoa đàng hoàng, nhưng mà họ không có để ý. Thì đến hơn nửa phim thì họ mới ngừng, họ nói hình như anh này anh ca sĩ Phạm Anh Khoa nè. Cái mình nói vậy là thành công rồi. Việc đầu tiên của mình tham gia vào điện ảnh mà người ta vẫn không có nhận ra đó là mình lôi cái con người của bên ca nhạc qua bên này, là mình cảm giác là mình cũng khá là an lòng. Thì
Đến khi thời điểm này thì bản thân em chỉ có thể nói rằng là điện ảnh đã mang lại, đúng là giống như chị nói, rất là nhiều những trải nghiệm thú vị. Đúng và rồi. Em nhận được cái lớn nhất từ điện ảnh đó là bây giờ gần như khi em thu âm trong phòng thu á, em nhập tâm tốt hơn rất là nhiều. Trước đây là em vẫn có lợi thế là ở trình diễn sân khấu live thôi, còn các bạn audio của em nó vẫn thiếu một chút lửa nào đó mà người nghe nếu tinh tế sẽ nhận ra được. Ngoài ra mình còn khám phá thêm một bộ môn nghệ thuật rất là hay mà thực ra trước giờ em chỉ biết điện ảnh dưới cái góc độ nó chỉ là giải trí thôi. Em chỉ biết là những bộ phim bom tấn nó dài 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 ABC, còn những bộ phim thực sự gọi là nó hơi chút xíu kinh điển á, thì mình chỉ xem được trên đầu ngón tay, không được nhiều. Thì đến khi gặp Huy thì được Huy giới thiệu cho coi rất là nhiều những bộ phim như vậy, và cũng mở mang thêm là sao cái bộ môn nghệ thuật hay như vậy mà trước giờ mình cũng không có quan tâm. Nó sẽ còn những cái thú vị khác nữa mà nếu như Khoa tiếp tục tham gia thì Khoa sẽ tiếp tục khám phá mình. Em cũng nghĩ là sẽ tạo cơ hội cho mình thêm, nhưng mà tạm thời rõ ràng cái mà em rất là bỏ dở dang là âm nhạc. Thì cái thời điểm mà em nhận lời tham gia hai bộ phim đó là gần như quay cùng lúc với nhau, phim này nối ngay phim kia, thì mất 4 tháng trời, thì cái thời điểm nó rõ ràng nó rơi vào cái ngưỡng là em đang khá là lúng túng, khá là bế tắc với lại cái âm nhạc của mình, vì những cái điều mình mong chờ cho cái ekip của mình nó cứ bị xáo trộn thế nào ấy. Thì em nhận lời đi phim, nó là cái thói quen của em. Giống như khi nếu mà không có phim thì em sẽ đi đâu đó chơi 1-2 tháng để thì, giải stress và giải thì em gần như là em sẽ bỏ cái đó qua một bên, em gác lại tạm, để những cái khó khăn đó mình đi xa, mình suy nghĩ về nó rồi khi mình trở lại mình giải quyết nó sẽ ổn hơn. Thì đúng thật sự là khi em trở lại sau khi làm phim, mọi cái về âm nhạc của em nó rất thuận lợi. Cũng như đang trong năm nay em có rất là nhiều dự án về âm nhạc, thì tự nhiên em lại được nhận quá nhiều lời mời đóng phim là vì phim ra mắt. Thì em lại bị ở ngưỡng chết rồi, giờ làm sao không cục cửa được. Mình rất là khó khăn tại mình cũng lỡ thích điện ảnh. Nó đang ở cái ngưỡng là em cũng bị khó xử ở chỗ là em đang dành hết phần lớn thời gian là mình hy vọng là sau khi mình làm phim xong rồi mình sẽ tập trung được về âm nhạc. Nhưng mà bây giờ mình cũng lại đang rất là hoang mang lấn cấn về chuyện này. Bây giờ mình giả sử đi, Khoa sẽ thích tham gia bộ phim nào đó. Thường thì ca sĩ hoặc là những cái bộ môn gần gần thì khi mà chuyển qua điện ảnh thì đạo diễn sẽ mời họ vào những vai gần với họ hơn. Ví dụ như ca sĩ thì sẽ có đưa họ vào một cái khả năng ca hát nào đó. Nhưng mà đối với Phạm Anh Khoa, em chưa được hát gì hết. Khoa chưa được hát và được qua hát. Cái đường đua thì khán giả lại thấy là Phạm Anh Khoa có khả năng biến hóa. Cái em có duy nhất ở trong bộ phim đường đua này đó là ít ra là em có một ít sự nhạy cảm đối với nghề, và em có một cuộc sống nó cũng khá là phức tạp về mặt tâm lý, cho nên nó dễ để chuyển biến và nó lôi nó ra được. Thì cái việc mà tại em cũng chia sẻ là em không nhận ra mình trên phim thật sự. Tại cho đến giờ em rất là khó khăn để nghĩ lại là đó là mình. Tại vì em mất khoảng chừng, cái đó là cái dở của diễn viên tay ngang như em, đó là em mất thời gian rất là lâu để nhập vai. Em thì phải mất hơn 2 tháng trời để em tập luyện khá nhiều thứ, đặc biệt là về mặt diễn xuất. Em phải tưởng tượng hình dung nhiều thứ lắm. Thì trong những cái ngày tập với Huy thì em càng ngày càng ngộ ra là thực ra là nó cũng có cái rất là thú vị. Chẳng hạn như bảo là đang cầm ly trà, thì em đang cầm ly trà xong nhớ là nóng thì em buộc phải tưởng tượng là nóng. Thì đó là những cái cách mà em không hề biết trước đây. Không bao giờ tưởng tượng là nó sẽ có những cái tiếp nho nhỏ như vậy dành cho mình. Nhưng mà có một điều này Huyền muốn hỏi Khoa là trong những cái lời mời hiện nay là có những cái lời mời đóng phim và lời mời làm những cái dự án về âm nhạc mới, chắc chắn là Khoa cũng có những cái sự suy nghĩ như vừa nãy Khoa có chia sẻ. Có bao giờ Khoa nghĩ đến cái việc là hai cái lĩnh vực này nó quá khác nhau? Một là về công nghiệp thì không nói, cái niềm đam mê của Khoa thì chắc chắn là chỉ có Khoa hiểu thôi. Bên cạnh đó còn có những yếu tố khác, ví dụ đóng phim thì nó sẽ mất một thời gian rất là dài, rất là cực, đúng không nào? Còn hát thì nó chỉ 10 phút trên sân khấu, nó là nghề nghiệp trước đây của mình, niềm đam mê của mình dễ dàng hơn. Đấy, có bao giờ Khoa, ai cũng nói với Khoa, em như Khoa vậy. Khoa so sánh hai cái công việc đó với nhau khoan, không? Khoan, chưa kể là đi hát nhiều tiền hơn. À đó. Đấy, thì chứ em biết ai cũng nói như vậy á. Có bao giờ Khoa so sánh hai cái sự việc đấy để tìm cái sự lựa chọn cho mình? Em thú thực là cũng khá là nhiều người hỏi em về cái câu chuyện này rất là nhiều rồi. Thì em cũng trả lời ngay và luôn đó là em không biết đối với các dòng nhạc khác thì như thế nào. Nhưng cái việc mà em tập luyện, cái việc mà em chuẩn bị cho 10 phút trên sân khấu đó, nó là cả một thời gian dài.
và nó cũng tốn rất là nhiều công. Nếu như mọi người hiểu là mỗi ngày em phải dành thời gian để em luyện tập với lại các thành viên riêng lẻ về về mặt thể lực nè, đảm bảo các bạn như thế nào, và em chọn mỗi ngày là một bạn, tại trong ekip của em khoảng 5-6 bạn thì mỗi ngày em phải gặp một bạn để em trao đổi về mặt trình diễn sân khấu như thế nào, hay là việc sáng tác như thế nào và việc tập luyện với nhạc cụ như thế nào. Thì gần như một tuần không bao giờ em có một cái thời gian quá rảnh để làm gì khác ngoài cái chuyện nghỉ ngơi, tại vì là em cũng đang rơi vào cái lượng khá là gấp rút chuẩn bị cho cái buổi ra mắt cái đĩa CD mọc sắp tới của em có tên là Nghe. Thì là nó trong cái cuồng quay như vậy thì nếu mọi người hiểu thì cũng sẽ thấy là em quay phim 2 tháng thì em làm nhạc em mất nhiều hơn 2 tháng như vậy. Cho nên là nó cái khối lượng lao động mà nói thực chất là nó cũng không khác nhau mấy. Đúng là về mặt tài chính kinh tế, cái đó rõ ràng là một yếu tố cần phải cân nhắc. Chứ nó không phải là yếu tố quyết định khiến em phải suy nghĩ là vào thời điểm đấy là em nên đi hát, hay là rõ ràng cái thời điểm 4 tháng em rời xa âm nhạc thì em bỏ rất là nhiều show về ca nhạc. Nhưng em phải chấp nhận là vì nếu mà đi tiếp với cái tâm trạng không thoải mái thì em cũng không thể làm tốt. Em bị một cái dở đó là em chỉ làm tốt khi mà em thích. Trở lại với phim ảnh đi. Thấy Khoa lúc nào cũng hình như cái anh chàng này không ngồi yên được. Đúng rồi, ngồi nói chuyện với chúng ta thôi. Đúng mà rồi. Chân tay cũng mỗi tay mỗi nơi. Đúng rồi. và khuôn mặt rất là biểu cảm. Thấy hình như là Khoa hợp với những cái vai diễn đậm chất action nhiều hơn. Đúng rồi. Hành động á, em hiểu với anh. Tại vì thực ra cái gốc của em rất là thích thể thao. Chuyện âm nhạc thì nó gần như là một cái bước rẽ, nó khá là ấn tượng đối với riêng bản thân em. Nó là một cột mốc cực kỳ ấn tượng. Tại vì từ bé em rất là thích thể thao. Em tham gia rất là nhiều môn thể thao ở quê nhà của em là tỉnh Khánh Hòa, ở Cam Ranh. Thì thậm chí em còn đứng lớp dạy võ sau khi đã có một thời gian học. Và em tham gia rất là nhiều các môn thi ở tỉnh mình về thể thao. Thì cái suy nghĩ của em vào thời điểm gần tốt nghiệp lớp 12, khi giữa học kỳ lớp 12, học kỳ 1 và học kỳ 2, thì em suy nghĩ là mình nên lựa chọn cái ngành nghề nào để theo đuổi. Thì tới tận lúc đó em vẫn đang suy nghĩ là sẽ theo thể thao. Nhưng mà cái ngã rẽ nó khá là kỳ quặc, đó là tự nhiên đến một lúc em nhận ra là hồi bé em cũng có học guitar. Thì tự nhiên em nghĩ là nếu mà là lựa chọn về âm nhạc thì mình sẽ là sao, mình sẽ hình dung mình như thế nào. Thì tự nhiên em ngồi suy nghĩ, em cân nhắc đong đo đong đếm, rồi rốt cuộc tự nhiên cái em bật cái em nhảy qua bên âm nhạc. Chính em bây giờ em nhìn lại em cũng không nghĩ rằng là nếu lúc đó mình chọn thể thao thì mình bây giờ thành cái gì. Cái việc mà em vẫn thích thể thao như vậy nó không phải là chỉ để giữ gìn sức khỏe, mà thực sự là vì em thích thể thao. Cho nên là hình dung đó sẽ khiến cho người ta rất là gần với việc người ta nghĩ em hợp với những cái gì đó nó hơi hành động, một tí. Thì bản thân em lại bị một cái là nó hơi hơi tăng động. Đây là cái mà bạn bè hay là người thân thì đều phải thừa nhận, đó là em nhìn lúc nào cũng rảnh rỗi, lúc nào cũng phải tự động. Nhưng mà nó là cái nét riêng của mình, nó sẽ là nét riêng của mình, và không ai giống mình hết. Rất là nhiều người quan ngại về điều đó. Nó là cũng phải tới lúc em lớn đi chứ, cũng phải tới lúc em trưởng thành đi chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Khánh Huyền tin rằng có nhiều quý vị khán giả đã được chứng kiến rocker Phạm Anh Khoa trên màn ảnh như thế nào. Tuy nhiên có những người cũng chưa được xem, và kể cả những người đã xem rồi và muốn xem lại, xin mời quý vị và các bạn hãy đến với một số hình ảnh sau đây của Phạm Anh Khoa. Khoa có một cái suy nghĩ rằng là với những nghệ sĩ mà lấn sân như Khoa mà đã thành công như thế này, có thiệt thòi cho những người đã học bao nhiêu năm mà làm nghề diễn viên không? Chính em là cái người em cảm giác rất là áy náy mỗi lần em gặp những người tạm gọi là bây giờ em được xem là đồng nghiệp đi. Thì tự nhiên em có một cảm giác rất là kỳ, tại chính bạn bè của em rất là nhiều người là diễn viên. Thì họ cũng luôn nói cho em hiểu em có một cái may mắn rất là lớn. Khi rẽ ngoặt sang điện ảnh thì đã đến được với hai bộ phim đều là điện ảnh hết. Thì tự nhiên cảm giác của em là lúc đầu em không có cái nhận định về cái chuyện đó đâu. Không hề có cái nhận định rõ ràng. Em nghĩ phim chỉ là phim thôi. Thì tham gia phim nào thì do may mắn hay cái gì thì nó cũng không đến mức như vậy. Nhưng mà khi họ chỉ ra cái điều đó thì em mới nói, ờ chết cha, thế thì mình quá may mắn. Thế cái cách mình cư xử với lại điện ảnh thì nó lại không được hết lòng so với tất cả một những người trước đây. Họ đã rong ruổi, họ đã đeo đuổi, họ đến với điện ảnh một cách rất là khó nhọc.
thì mình lại ở đâu đó mình nhảy ngang qua mình thành công, thì rõ ràng đó là một cái điều em chính em cũng rất là khó chịu với những cái chuyện này. Thì đó là lý do tại sao chưa bao giờ em dám nhận mình sẽ lấn sân theo nghiệp diễn viên hết, mà là em chỉ tham gia vì em thấy mình đủ khả năng để tham gia một cái dự án mà người ta đặt niềm tin vào mình. Khánh Huyền này, nãy giờ thì chúng ta nói về Phạm Anh Khoa với điện ảnh hơi bị nhiều. Bây giờ Quốc Thái sẽ đề nghị chúng ta quay trở lại với những hình ảnh quen thuộc với Phạm Anh Khoa trên sân khấu ca nhạc. Già làm vòng đời cuốn xoay ta giữa ngàn khốn cùng là cùng bước đi mau bước qua bao đồi núi sau sau vượt qua. Tôi Khoa có thể chia sẻ về những cái dự án âm nhạc sắp tới của mình. Nhắc về ca hát thì rõ ràng là nó là cái mà em đang rất là hài lòng về những người đi xung quanh mình, những thành viên trong cái band của mình, và những cái sản phẩm mình đang lại chuẩn bị được trình làng đối với khán giả. Mà em nghĩ trước đây tất cả các anh chị lớn đi trước hầu như là họ luôn khó riêng cho mình một cái bài nhạc. Chị để ý xem, gần như mà cái đỉnh cao mà em vẫn luôn tự hào về đó là ban nhạc Phượng Hoàng, với những tay đầu cổ rất lớn, anh Vích Phương, anh Nguyễn Trung Cang, anh Lê Hữu Hà, cho đến giờ nó vẫn để lại những cái sản phẩm mà để đời. Thì cái đó là cái mà em luôn hướng tới. Thì đến thời điểm này là lúc mà em nghĩ là nó cũng phù hợp để mà em bắt đầu làm những cái chuyện đấy. Em bắt đầu xen vào rất là nhiều khâu trong cái sản phẩm sắp ra mắt mà em có nhắc đến lúc nãy, có tên là Nghe. Thì kể cả là em cứ vẽ loay hoay cái logo của cái tên em cũng vẽ tay, hay là lời bài hát em cũng viết tay, hay là lần đầu tiên em đứng ở vị trí là một người chịu trách nhiệm về mặt âm nhạc, hay nói mơ hồ nó là producer mà trước giờ anh Đức Trí vẫn hay giúp em làm ở vị trí đó. Thì kể cả là em cũng thu luôn cả nhạc cụ, và cộng với lại khá là nhiều những cái mà tâm huyết mình bỏ vào cùng với ekip, gần như là bây giờ em rất là vui và các bạn xung quanh mình toàn là các bạn trẻ, và tuy trẻ nhưng lại có cái tuổi nghề lại khá là chắc tay. Tức là khán giả đang và sẽ chờ đợi album Nghe sắp tới của Khoa, phải không? Trong năm nay thì thực ra là cái dự định của em cho đến thời điểm này nó cũng gần đạt được hết rồi. Đó là tại vì em thường có thói quen là lập kế hoạch cho theo 5 năm, 10 năm, và từng mỗi năm nó có chi tiết như thế nào. Thì đầu năm sẽ là một cái show. Thì đúng là tháng 3 em đã làm một cái show có tên là Seven. Xong rồi giữa năm 7, tháng 7, tháng 8 sẽ có một cái đĩa đồ mộc. Và sau đấy sẽ có một cái show diễn cho đồ mộc, rồi lại tiếp đến là một cái đĩa đồ điện mà mọi người vẫn biết về mình. Rồi cuối năm lại là một cái show lớn về đĩa điện đó. Thì gần như nó khiến em busy cả một năm về mặt âm nhạc. Em đang rất là happy với nó, nhưng thì lại bị phân vân vì chuyện điện ảnh là người ta mời mình đi đóng phim. Thêm một sự lựa chọn là thêm một sự khó khăn nữa. Tại vì chỉ cần biết là bây giờ em đã xếp cái thời gian nó đâu vào đó hết rồi. Chỉ cần em bỏ đâu 2 tháng đi đóng phim thì không biết ai sẽ là người lo cái khoản hụt đấy. Cho nên rõ ràng là mặc dù em nhận được cũng có rất là nhiều dự án mà em rất là thích luôn ấy, mà mình đã lỡ đặt mục tiêu cho năm rồi, cho nên đành phải từ chối. Mà từ chối đông nuối tiếc vô cùng. Thế là khán giả là sẽ chờ đợi Khoa trong thời gian tới với những dự án âm nhạc nhiều hơn. Cô Thái cũng xin cảm ơn Phạm Khoa đã đến đây tham dự buổi trò chuyện rất vui ngày hôm nay, và chúc cho những dự định của bạn được thành công. Dạ, cảm ơn mọi người.